Giảm hiếu xe đạp Nhật Bản. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của em các bạn ơi. Rồi hôm nay lên cho bạn hai em Merida nha. Đó, rất đẹp nha các bạn. Rồi trước khi vào nội dung chính, em cũng xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe nha. Đó, em lên hai em Merida nè. Một em Merida màu xanh ngọc size 42-55. Em màu đen là size 50-56 nha các bạn. Đó. Em màu đen này phải mấy 6 chạy mới được nha các bạn. Mấy 6 trở lên nha. Rồi em này là mét 58 trở lên chạy được nha. Đó, em rất đẹp các bạn. Hôm nay quay ngoài nắng. Đó. Nói chung hai em này là đồ duyên không các bạn ơi. Đây. Đầu tiên là em Merida. Đó, bao tay zin theo xe nè. Bộ tay bấm xả 3 dĩa 7 líp nè các bạn ơi. Di động công tăng nhôm rất đẹp các bạn. Zin theo xe nha. Đó, cái công tăng Merida luôn nè. Rồi cái máy này dơ nha các bạn. Đó, dơ. Đó, cái sườn rất đẹp các bạn, sườn Merida nè. Đó, cái sườn màu xanh ngọc rất đẹp nha, cái càng đây các bạn ơi. Thì ra cái niềng Electrim. Niềng Electrim nha các bạn. Vỏ là vỏ Merida luôn nha các bạn. Đó, gom thắng. Rất đẹp, càng thắng petrol nè các bạn ơi. Đó, tâm rất đẹp nha các bạn. Đó, tâm này là tâm inox nha các bạn. Đùm nhôm nè. Đó, quá nhanh. Em này màu xanh ngọc rất đẹp các bạn ơi. Tem mát của Nhật này. Size 42. Tem mát còn đầy đủ nha. Đây. Đó. Rất đẹp các bạn. Đây bộ dĩa của em đó nè. Dồi dĩa nè, dây sên zin theo xe, chuyển dĩa nè. Cái bộ này là bộ Shimano Tonality X nha các bạn. Cái miếng nhìn bảo dày dĩa nó hơi bể tí. Đây các bạn về thay nha, có mấy chục ngàn nữa các bạn ơi. Bộ clip của em nó đây 7 clip nha các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, bộ clip cực kỳ đẹp luôn, không mòn miếng nào luôn các bạn ơi. Clip rất đẹp nè các bạn. Đây cùi đề Shimano Tonality X nha các bạn. Niềng Electrim vỏ Merida luôn, cái vỏ zin, vỏ trước sau đều vỏ zin nha các bạn. Càng thắng nhôm nè, rất đẹp luôn. Đó, cốc yên cũng Merida luôn các bạn ơi. Yên cũng là Merida luôn các bạn. Nó tổng quan xe rất đẹp. Tổng quan của xe rất đẹp nha các bạn. Cái size này đi cũng rất dễ chịu các bạn. Đó. Một em nha. Em Merida này 7,5 triệu bao ship nha các bạn. Đó. 7,5 triệu bao ship các bạn ơi. Rồi tới em màu đen nè. Em màu đen cũng vậy nha. 7,5 triệu bao ship nha các bạn. Di động công tăng Merida luôn nè. Đồ zin không các bạn ơi. Bao tay zin theo xe. Bộ tay bấm xả nè. Đó. Shimano. Em này TFS45 nha các bạn. Size này size cao nè. Size 50. Size 50-56 nha. Từ mét 62 trở lên thì chạy ok. Đó, màu đen, tem trắng là rất đẹp các bạn ơi. Đó, cái càng nó hơi chạy đèn tí. Đó, em khung nhôm. Đó, mở khóa nhanh của Merida luôn, cốc yên Merida. Đó, cái yên thể thao rất đẹp các bạn. Đó. Bộ dĩa nè. Bộ clip rất đẹp nha các bạn. Shimano Antus nè. Đây, chuyển dĩa Shimano. Dây sên zin theo xe nha các bạn. Rất đẹp các bạn ơi, nhẹ nha. Càng thắng nhôm trắng petrol các bạn. Đó, chỉnh chống diện theo xe nè, có tăng chỉnh cao lên xuống nè. Rất đẹp nha các bạn ơi. Mười đi đà. Đó, hôm nay em sẽ quay nhanh cho các bạn hai chiếc thôi. Các bạn nào chốt alo nha, số điện thoại em 0975158377 đúng là số giao lộ nha các bạn. Em màu đen này. Rồi cuối năm này các bạn nào chốt em giảm giá cho. Đó. Hai chiếc 10 chiếc màu xanh đẹp quá các bạn. Đó, hai em này là hai em Mỹ xuất Nhật nha các bạn. Rồi các bạn nào quan tâm chốt alo em. Bây giờ xin kính chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn những video clip sau nha. Xin chào.